Dạ, em xin kính chào quý cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai kể trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Nơi Hậu Giang ạ. Dạ, hôm nay thì em xin chia sẻ cùng cô chú anh chị mình bãi kiện của Mỹ Xuyên. Giao lưu hôm nay thì giao lưu phôi cô chú anh chị ha, phôi tứ quý. Dạ, chỗ của Mỹ Xuyên thì cũng có khá là nhiều loại giống, những cây thành phẩm già mùa để mình chơi Tết được luôn rồi đó cô chú anh chị. Và quý cô chú mình cần mua những cây về thành phẩm về chơi Tết đó, thì mình liên hệ trực tiếp với số điện thoại của Mỹ Xuyên cô chú nha. Hoặc là mua thuốc về chăm sóc mai cũng liên hệ với Mỹ Xuyên giúp em ha cô chú anh chị. Em xin phép được clip chia sẻ chi tiết luôn ạ. Dạ, chỗ của Mỹ Xuyên có một số cây bonsai đại ha, ghép cúc quả hương, dẻo đa phúc ha cô chú anh chị. Siêu bông Sài Gòn, siêu bông Bình Lợi thì có hết đủ loại giống mới luôn cô chú anh chị ha. Mấy cây thảo hương đế quái, hàng già mùa, hàng này chơi Tết là ngon lành luôn ha cô chú anh chị. Mình là vô clip luôn nha quý cô chú. Cây này siêu bông Sài Gòn nè cô chú anh chị. Quá trời cây đế luôn ha. Đủ loại kích cỡ hết trơn nha quý cô chú anh chị. Rồi xin chào Phương, rồi em cũng xin chào tất cả cô chú anh chị nha. Hôm nay em có một số phôi tứ quý muốn giao lưu với cô chú anh chị, rất mong cô chú anh chị hương hộ cho em. Số điện thoại em là 0355012347. Zalo em là số đó ha cô chú anh chị. Rồi không làm mất thời gian, mình vô trực tiếp cây số 1 luôn ha cô chú ơi. Dạ. Số 1 tứ quý. Dạ. Con cao cốt cành luôn ha cô chú anh chị. Đế thơm ha cô chú anh chị. Mặt nào cũng có đế chân ha. Có cái củ đây ha cô chú anh chị. Có cành đều băng ha cô chú. Rồi em ra hộp số ha cô chú anh chị. Giá hoành là 29. Sổ là được 22. Chiều cao là được 1m3 ha cô chú anh chị. Cái này đường kính bầu được 60 ha cô chú anh chị. Tổng mình đế khoảng 108 ha cô chú ơi. Khó khăn nó chắc khoảng được 19 ha cô chú. Vừa chơi luôn ha. Cảm ơn là đều đế luôn cô chú. Dạ. Có càng này đánh tứ gì nha. Cái này nữa về ghép cái tàn thông ra cái ha. Dạ. Và mùa cái gực rỡ luôn ha cô chú anh chị. Dạ. Và mã số 1 em giao lưu giá 4.200.000, em bao ship toàn quốc ha cô chú. Dạ, 4.200. 4.200. Dạ, em đổi luôn ha. Rồi, đổi cây. Mã số 2. Lùng lực ha cô chú anh chị. Đế lực luôn. Không dễ rồi, chà má nữa đi nè. Dạ. Như bút măng luôn ha cô chú. Em chờ cái hồng số ha. Dạ hoành ngay đây là được 41 ha cô chú anh chị. Cái đường kính bầu được 55. Chiều cao là được 40 ha cô chú anh chị. Đế chảy đều ha, bầu tới đâu đế tới đó ha cô chú anh chị. Rồi, mình thích cái phơm lùng lực thì mình chọn như này ha cô chú anh chị. Nhỏ gọn ha. Và mã số 2 em giao lưu giá là 3.200.000. Dạ, 3.200.000. 3.200.000 bao ship luôn ha cô chú anh chị. Dạ, đã đi ha. Số 3. Mã số 3. Cái này. Cái này cây số 1 cho em cặp ha cô chú. Cái này cũng cái củ nở ha cô chú anh chị. Nhìn cái màu đế màu. Đặc quẹo luôn ha cô chú anh chị. Gốc cành ha. Em đo cái thông số luôn ha cô chú anh chị. Quạnh ra vị trí này được là 29 nha cô chú anh chị. Cái củ đặt dưới đây em đo hảo hay là được 40 đi ha. Cái đường kính bầu là được 55. Chiều cao là được 1m32 ha cô chú anh chị. Cây này là được khó khăn là 20. Đấy. Chi cầm thì đóng tứ diện hết, cái đang kéo mà cắt mạnh luôn cô chú anh chị. Gót ngọn luôn ha cô chú. Và mã số 3 ha, em giao lưu cũng 4.200.000 luôn ha cô chú anh chị. 4.200.000 luôn, bao ship luôn ha cô chú. Rồi đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo là mã số 4. Dán hơi siêu ha cô chú. 200 mét vuông. Cái này nó lực ha, đế bành bành không ha cô chú anh chị. Dạ. Cây bên em là bao sống khỏe ha cô chú anh chị. Mua cây bên em là yên tâm. Hoành là 33 ha cô chú ơi. Chiều cao là được 52.
cái đường kính bầu em đo là được 53 ha cô chú anh chị. Cây này cũng khá có duyên ha cô chú. Rồi. Dạ. Năng cây ha cô chú. Rồi, cây mã tứ quý số 4 ha, em cho lưu giá là 2.900.000. Hơi gòn cô chú vậy mình thông cảm ha. Tại gần bên đây đang có công trình xây dựng ha cô chú. Dạ, mã số số 5. 5. Một gốc chi cành đều luôn cô chú chị nha. Để hết biết ha cô chú. Để nơm đều hết trơn ha. Em cho cái quạnh thăng ha cô chú chị. Quạnh ra được là 34 đi ha. Đế sổ là được 25. Chiều cao là được 1m2 ha cô chú anh chị. Cái đường kính bầu được 60 ha. Hoành đế là khoảng 180 giúp em ha cô chú anh chị. Cái này thì chi cành đóng tứ diện luôn á cô chú anh chị ha. Dán trực luôn ha. Rồi cây tứ quý mã số 5 ha. Em giao lưu giá 4 triệu. Em bao ship toàn quốc luôn ha cô chú anh chị. 4 triệu. Đổi cây luôn. Cái số 6 ha cô chú anh chị. Cũng cà phơm lùng lực luôn đó, lớn luôn nha. Củ nở ha cô chú anh chị. Nguyên cái củ đây ha. Cây này nó cũng năng cây. Ba tược. Ba tược tâm tài ha cô chú anh chị. Cây này về vô chậu chắc đẹp lắm ha cô chú anh chị. Nó lực nó năng cây ha. Hoành là được 39 ha cô chú anh chị. Dạ 39. 39 hoành. Chiều cao là được 47. Cái đường kính bầu là 50 ha, hoành đế khoảng 150. Rồi cây tứ quý mã số 6 ha, em giao lưu giá là 3.900.000. Dạ 3.900 ha cô chú anh chị. 3.900. Này giờ mình có thể khu đầu trồng được liền luôn ha, đang dạ. Luôn. 3.900. Rồi, tiếp theo là cây số 7. Cây này giống trực tốt. Trực quân tử luôn cô chú anh chị, chi cành thì đứng gì luôn nha. Cây này năng cây lớn ha cô chú anh chị. Cốt cành nó cũng lớn ha, đều băng luôn ha cô chú anh chị. Đế có đế ha cô chú, đế lực ha. Mã số 7. Hoành là được 33. Cái đường kính bầu 50 ha cô chú anh chị. Chiều cao nó được 1m ha cô chú ơi. Cái hốc hăng là được 20 ha. Rồi cây tứ quý mã số 9 nha, em giao lưu giá là 4.200.000. Dạ. Cây này chi cành đóng tứ diện cô chú dễ thăng. Dạ, em đổi luôn à. Rồi. Số 10. Để nơm ha. Để lực ha cô chú. Dốt cây luôn cô chú. Cây này cô chú anh chị chơi lùng lực ha. Đấy sởm mà còn rễ lực lắm. Bành bành không mà còn rễ nè. Không có gì chứ. Thông số ha. Này đo đây đi ha cô chú anh chị. Đó trên đây nhiều vị trí đi ha. Trên đây em đo là được 45 ha cô chú anh chị. Ờ 45. Rồi em đo xuống đây cái ngay nó nở chạc là được 52 ha. Sổ là được 3 tắc đi ha cô chú anh chị. Chiều cao là được 60. Cái đường kính bầu là được 55 ha cô chú anh chị. Cây bonsai lùng lực nha cô chú. Cái bonsai lùng lực. Rồi cây mã số 10 ha. Em giao lưu giá là 5.500.000. Số 11. 11. Cây dán trực ha cô chú. Rồi cây này lập cái tàn này mau chơi ha chú chị, chưa cành đóng tứ gì luôn nha. Mã số 11. Một đống đá luôn cô chú chị. Đế đều. Trời sơ sơ. Em vô đi gió ngay luôn. Hoành là được 31 đi ha cô chú anh chị. Tính 31 đi. Sổ là được 27 ha cô chú ơi. Cái đường kính bầu nó là được 55 ha cô chú anh chị. Nó cục đế đặt này đi ha. Hoành đế nó được là 130 ha cô chú anh chị. Đặt kẹo luôn ha.
chiều cao là được 1m3 ha cô chú anh chị. Cây này khó khăn là khoảng 25. Dán trực tới nơi em đặt luôn ha. Rồi cây tứ quý mã số 11 ha. Em giao luôn giá là 4.200.000. 4.2 luôn cô chú anh chị. Rồi, số 12. Tứ quý mà các cái nội dung trùng luôn á cô chú anh chị. Cái này có củ đế nặng cái chẹt luôn nha. Dạ. Đế đều luôn ha cô chú anh chị. Mấy cây này nhìn năm cây ha cô chú anh chị. Dâu hoành là được 38 ha cô chú. Chiều cao là được 67. Cái đường kính bầu là được 60 ha. Mã số 12 em giao luôn giá 4.2 ha cô chú anh chị. Bao ship toàn quốc luôn. Dạ, thơm cao nhưng mà chi cành đóng đều hết trơn nha cô chú anh chị. Đế chảy đều bốn mặt ha cô chú anh chị. Không có chống nách chế nào luôn nha. Củ nở nha. Rồi em cho hồng sớm. Hoành là được 35 ha cô chú anh chị. Cái đường kính bầu là được 50. Chiều cao là được 1m1 ha cô chú. Thoát khăn nó được 15. Phôi tứ quý phôm cao cúc cành đều nha cô chú anh chị nha. Số 13. 13 em giao lưu giá là 3 triệu ha cô chú anh chị. Là cái tàn rồi mình chờ Tết là im lắm cô chú anh chị. Rồi em đổi cây luôn ha. Rồi đổi cây. Tiếp theo là cây số 14 ha. Đó, cây này cây khủng ha cô chú anh chị. Rồi em này sắp lớn nha cô chú anh chị. Cái thân nó hơi dặn tay luôn á cô chú. Cây này nó già lắm mà cô chú. Hai tay bớm thử nó không giáp cái thân cây này cô chú anh chị. Nó rất là lực cây luôn á. Có cành lực không luôn. Mấy này làm ha keo Mỹ Tiến nó đen chứ không phải là nó bị gì ha cô chú. Nhậm cô chú anh chị nói, ủa sao mặt cắt thấy đen quá. Cây bao em bao sống mạnh khỏe ha cô chú anh chị. Cây em là không có cảo sữa ha. Bầu đất nghiêm chăm chăm ha cô chú. Có dài đế đều không? Rồi em ra cái eo ha. Là được 44 đây ha cô chú anh chị. 45-44 đây. Ngay cục hình này ha. Đây nó được 50 ha cô chú anh chị. Cái củ đặt ngang đây đi ha. Củ lở đi ha cô chú, được 80 ha cô chú anh chị. Đế to không ha. Cây này đế cũ ha cô chú. Cây này cái đường kính bầu nó được 65 ha cô chú anh chị. Tổng hình đế nó khoảng 190 á. Rồi chiều cao là nó được 89 nha cô chú ơi. Đo cái cốt cành ha. Cốt cành này số 1 là nó được khoảng 20 ha cô chú anh chị. Đó. Đều nhau không ha cô chú anh chị. Đế cũng lực không. Mát biết cái tay mớm thử. Cây này về mình vô cái mặt chậu là tính hoành là cỡ 50 ha cô chú anh chị. Rồi, vô cỡ khúc này nè ha. Lên chậu là 50 hoành đó ha cô chú. Đó. Vậy là em xin giá luôn ạ. Rồi cây mã số 14 ha. Cây này em vô lưu giá là 12.500.000. Bao ship. Rồi tiếp theo đổi cây. Tiếp theo là lâm ha cô chú anh chị. Rồi cây này cũng phơm lùng lực nữa đó cô chú anh chị. Cây này ba tược luôn ha cô chú anh chị. Năng cây ha. Dễ là cuộn cuộn quá cầu lắm. Dạ. Này nó gồm củ lên ha cô chú. Rồi em cho cái thông số ha cô chú anh chị. Dạo hoành nó là được 42 đi ha cô chú anh chị. Dạ. Rồi em đo cái củ dưới đây ha. Củ là nó được 68 ha cô chú anh chị. Cây này đế nó cũng quái cô chú. Cái đường kính bầu ha. Cái đường kính bầu là em đo được 60.
chiều cao là được 60 luôn ha cô chú anh chị. Rồi cây mã số 15 ha, em giao lưu giá là 4,7 triệu ha cô chú anh chị. 4,7 triệu. Mấy cây này ở ngoài nặng lắm ha cô chú, bao ship nặng phí. Rồi nãy luôn. Dán trực ha cô chú. Cái này càng lỡ luôn á cô chú, mà cốt cành rất là lực luôn nha. Gót cây luôn ạ. Mặt cắt cá ngựa dung trùng hết trơn nha cô chú. Đế củ nở luôn. Cái này nó cũng nở chẹt ha cô chú. Và năm đâu chứ này được 47 đi ha. Cái đường kính là được 60 ha cô chú anh chị. Chiều cao là được 1m2. Cái này hốc thăng là được 22 ha cô chú ơi. Cái cốt cành là nó được 15 ha. Nó đều nhau ha cô chú anh chị. Cốt cành là bỏ đứng vậy luôn đó cô chú. Cây này nó năng cây. Giót ngọn luôn. Rồi cây mã số 16 ha. Em giao lưu giá là 11 triệu, em bao ship toàn quốc luôn ha cô chú anh chị. Dạ, 11 triệu. 11 triệu. Cốt cành đều hoành lớn luôn nha cô chú. Dạ. Rồi, 17. 17. Cây này cái vàng xương chi cành nó nhạo luôn á cô chú anh chị. Cốt cành lèo luôn ha. Dạ. Có đế luôn ha cô chú anh chị. Đế nó hơi nơm mà nó gom cái đầu đế đó. Dài đế được có điều hết trơn. Hoành là được 29. Cái cục đế này ha, em đo là được 85. Cái đường kính bầu là được 57 ha cô chú anh chị. Chiều cao là được 1m2 ha. Cái này chi cảnh bé nhạo hết ha cô chú anh chị. Đây. Cái này là tàn lao chơi lắm đó quý cô chú. Cái này nó hót hăng khoảng 14 à cô chú anh chị. Rồi cây mã số 17 giao lưu giá 5 triệu thôi cô chú anh chị. 17, 5 triệu. 18. 18. Dạ 18 này dán nó hơi siêu quá cô chú anh chị, mà gió cây nha. Thôi biết cây này ha. Năng cây ha cô chú anh chị. Cốt cành lực luôn ha cô chú anh chị. Luôn cô chú, trà bá đủ luôn. Dạ. Cốt cành là tóc tóc. Cái này cô chú về mình chồng mình hơi dựng lên chút ha cô chú. Hoành là được 49 nha cô chú anh chị. Cái đường kính bầu là được 60. Chiều cao 80 ha cô chú anh chị. Cây này hót hăng là 10 ha cô chú ơi. Cây này dáng siêu mà sát lớn luôn quý cô chú anh chị ha, nhưng mà nó giót ngọn lắm nha cô chú. Cốt cạnh lực không ha cô chú. Rồi cây mã số 18 nè, em giao lưu giá là 14.500.000. Tiếp theo là mã số 19. Dạ, 19. Một cốt chi cầm tứ diện luôn quý cô chú anh chị. Đến nơm luôn cô chú anh chị. Đế nè. Đế cũ gối gối này. Đóng đế luôn. Mình cho thông số. Hoành 27 ha cô chú ơi. Đế sổ nó 29 nè. Củ đặt lỡ ra là được 100. Tổng cái hoành đế của nó là được 135 ha cô chú anh chị. Chiều cao là được 1m25 ha cô chú ơi. Cây này hốc thăng là được 18 ha.
Rồi cây mã số 19 nha. Em giao lưu giá là 3,5 triệu nha cô chú anh chị. Vừa có cốt cành đều mà đế cứng bầu luôn nha cô chú. Đế sổ nôm đẹp luôn ha cô chú. 3,5 triệu, bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị. Rồi đổi cây. Tiếp theo là mã số 20 ha. Bàn tay Phật tổ Như Lai. Nó ra cái tượng Phật ú u. Cây này về mà khui bầu trồng liền là bao mạnh luôn ha cô chú anh chị. Trời mưa á cô chú, xuống nha, nó tốt nó nở. Để là gói gói trong cái bầu. Cây này ở ngoài bự lắm ha cô chú anh chị. Ở ngoài nhìn khủng hơn trong hình ha. Hết biết mình mơ mà không dám luôn. Cây này có 3 người khiêng mới nổi cô chú ơi, 2 người khiêng không nổi. Hoành em đo là được 41 ha cô chú anh chị. Đế sổ là được 32. Cái đường kính bầu nó được 70 ha. Ổng mình đế là khoảng 201. Chiều cao là được 60 ha cô chú anh chị. Đế kẹo trơn ha cô chú. Cái này là ngủ cút luôn hết cô chú anh chị. Dạ đúng rồi. Rồi, cây mã số 20 ha, em giao lưu giá 6,5 triệu. 6,5 triệu nha. Dạ, 6,5 triệu. Dạ. Rồi, đổi cây. Mã số 21. Rồi, 21 ha cô chú anh chị. Cây này đế chảy. Đế chảy đều ha cô chú. Đế nó bài ra mà còn bự bự không mà cô chú. Đế lực không? Nè. Cái bầu mà hai cái tay em ôm không giáp nha cô chú chị, tưởng tượng cái bầu nó lớn cái nào ha. Nằm khi trong hình mình nhìn nó nhỏ ha cô chú. Đấy, ngoài khủng. Gai đế thì bỏ đều luôn cô chú. Dạ. Tam tài luôn, 5 tuổi, ú nung luôn. Hoành nó tới 51 lần cô chú chị ơi. Nó sổ là được 2,5 tấc ha. Chiều cao rồi được 60 ha cô chú anh chị. Cây này cái đường kính bầu nó được là 75. Tổng hình đế nó khoảng 220 ha cô chú. Hôm đó cốt cành đây đã được 31 nè. Đế thì không có chấu nhất nào luôn á cô chú anh chị. Dạ, nó đều bầu hết trơn ha. Đế lực đều. Rồi, mã số cuối clip ha. Em giao lưu giá là 7,5 triệu, em bao ship toàn quốc luôn ha cô chú anh chị. Dạ. Rồi hôm nay em cũng có nhiều cây ha, rất mong cô chú anh chị ủng hộ cho em ha. Cô chú anh chị mình chốt cây nào có thể gọi trực tiếp số điện thoại cho em ha, hoặc là mình kết bạn Zalo chốt cây ha cô chú anh chị. Rồi xin chào cô chú anh chị, tạm biệt cô chú anh chị ạ. Dạ rồi, xin chào.